hàng tồn kho thấp, giá cao và hàng chục năm phụ thuộc vào ô tô đã khiến chúng ta rơi vào ngõ ngách với giá xăng tăng vọt trên 4 đô la một gallon. Xe điện đang bắt đầu có vẻ hấp dẫn hơn rất nhiều đối với người mua xe. Nhưng sự kết hợp của những hạn chế trong chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu chip toàn cầu, giá cao hơn mức trung bình và lượng hàng tồn kho thấp tại các đại lý sẽ khiến hầu hết mọi người không thể tiếp cận được với EVs. Sự quan tâm đến việc chuyển từ khí đốt sang điện đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Trang web mua sắm xe hơi Edmunds báo cáo số lượng người tìm kiếm xe hybrid, plug-in hybrid hoặc xe điện đã tăng 39% từ tháng 2 đến tháng 3 và 18% so với tuần trước. Sau đó, việc mua hàng sẽ trở nên khó khăn đối với hầu hết mọi người. Do sự khan hiếm của xe điện mới trên thị trường, các loại xe điện có sẵn đắt hơn loại khí đốt tương đương của chúng và lượng hàng tồn kho cực kỳ thấp. Điều tương tự cũng xảy ra đối với xe hybrid và xe ô tô cỡ nhỏ đến hạng trung, những mẫu xe này thường rơi gần đáy về nguồn cung. Vì vậy, đối với bất kỳ ai đang tìm cách giảm bớt giá xăng cao, giải pháp là kiên nhẫn sẽ có thêm nhiều xe EV hoặc ít lái xe hơn. Doanh số bán xe điện đã tăng theo cấp số nhân so với cùng kỳ năm trước, nhưng chúng vẫn chỉ chiếm 4,5% số lượng ô tô mới được bán ở Mỹ. Giá bán trung bình của một chiếc xe điện mới vẫn cao hơn khoảng 10.000 đô la so với mức trung bình chung của ngành, bao gồm cả ô tô chạy bằng ga và điện. Về giá cả, EV tương đương với một chiếc xe hạng sang cấp nhập cảnh. Ngay cả khi bạn có đủ khả năng mua một chiếc EV mới, chúc bạn may mắn tìm được một chiếc. Theo Cox Automotive, mức tồn kho xe của Mỹ, số lượng xe có thể mua vào bất kỳ thời điểm nào giảm khoảng 60% so với một năm trước và 70% so với năm 2020, xuống còn khoảng 1,1 triệu xe. EVs và Hybrid chỉ đại diện cho khoảng 25.100 chiếc, tương đương 2,4% tổng nguồn cung đó tính đến ngày 21 tháng 2, theo công ty. Jessica Cowell, giám đốc điều hành bộ phận thông tin chi tiết của Edmunds cho biết, nếu nhảy vào một chiếc xe điện mới là ưu tiên hàng đầu của bạn ngay bây giờ, thì việc mua hàng sẽ không đặc biệt dễ dàng. Các nhà sản xuất ô tô đã chậm nhận ra nhu cầu về xe điện, phải đến khi định giá của Tesla bắt đầu tăng vọt thì hầu hết các kế hoạch về xe điện của các công ty xe hơi mới thực sự bắt đầu phát triển. Và trước đó, ngành công nghiệp ô tô đã loại bỏ hoặc loại bỏ hoàn toàn các loại xe tiết kiệm nhiên liệu hơn như sedan và wagon để chuyển sang các loại xe tải và SUV cỡ lớn, có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất ô tô đã ngừng sản xuất các loại xe nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn như Honda Fit, Chevy Sonic, Ford Fiesta và Toyota Yaris. Ở vị trí của họ, chúng ta đang nhận được những tài sản cách xù như Cadillac Escalade hoặc thậm chí là những chiếc SUV hạng trung hơn như Ford Bronco. Không có gì ngạc nhiên khi các chủ sở hữu xe quá khổ đang cảm thấy đau đầu nhất khi giá xăng tăng cao. Theo Cox, một người lái xe SUV cỡ lớn đang trả thêm khoảng 110 đô la Mỹ mỗi tháng để vận hành chiếc xe của họ. Một chiếc xe bán tải cỡ lớn hiện có chi phí vận hành cao hơn 100 đô la Mỹ một tháng so với tháng 3 năm 2021. Lần cuối cùng giá xăng vượt qua 4 đô la một gallon trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhu cầu về phương tiện đi lại rất lớn đã giảm xuống. Nhiều người mua ô tô chuyển sang sử dụng các loại xe tiết kiệm nhiên liệu và một số đã ngừng mua sắm hoàn toàn. Động lực lần này khác hẳn, giá xăng cao cộng với tình trạng khan hiếm xe, hạn chế trong chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu chip toàn cầu tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho người mua ô tô. Những chiếc xe mà họ sẽ chuyển sang nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu hoặc thậm chí chỉ chạy bằng điện không có sẵn. Những gì có sẵn là xe tải và SUV cỡ lớn như Ram 1500 hoặc Jeep Grand Cherokee. Cả hai đều được Cox Automotive cho biết là những phương tiện mới sẵn có nhất hiện nay. Michael Krebs, nhà phân tích cấp cao của AutoTrader và Cox Automotive cho biết, chúng ta đang sống trong một thời đại không giống ai. Tệ hơn nữa, các đại lý xe hơi đang áp dụng mức chiết khấu lớn cho hầu hết các xe điện mới. Theo Edmunds,
giá giao dịch trung bình cho một chiếc xe điện mới đã tăng 3% trong tháng 2 so với giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất, phần lớn là do các đợt tăng giá. Con số này cao hơn mức tăng của giá giao dịch trung bình đối với tất cả các loại xe mới, xăng và xe điện trong tháng 2, cao hơn 1,5% so với mức MSRP trung bình. Và hãy nhớ rằng, MSRP trung bình cho một EV đã đắt hơn, giá trung bình của một EV mới là hơn $60,000 vào tháng 2. Trên hết, giá nguyên liệu đầu vào đang tăng. Việc Nga xâm lược Ukraine đang làm tăng giá thép. Nickel và Palladi được sử dụng trong các tấm thân, bộ chuyển đổi xúc tác lọc khí thải và pin EV. Theo Bloomberg, chi phí nguyên liệu thô vào khoảng 10,5% so với giá trung bình trả cho xe mới vào tháng 1, tăng so với 5,9% vào tháng 4 năm 2020. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, vào đầu tuần này, Tổng thống Joe Biden đã cấm nhập khẩu dầu của Nga, thừa nhận rằng nó có thể sẽ khiến giá khí đốt cao hơn nữa. Biden cho biết ông cam kết giảm bớt áp lực cho các chủ sở hữu ô tô, đồng thời lưu ý rằng sẽ có nhiều dầu hơn từ các kho dự trữ khẩn cấp để giúp bù đắp chi phí. Nhưng có những điều khác mà mọi người có thể làm để giảm bớt nỗi đau mà không liên quan đến việc lao từ đại lý này sang đại lý khác để tìm kiếm chiếc EV khó nắm bắt đó. Vào những năm 1970, giữa cuộc khủng hoảng khí đốt, khoảng 20% người Mỹ đã đi chung xe trên đường đi làm. Con số đó ngày nay là khoảng 7%. Có thể sẽ có nhiều dịch vụ đi chung xe hơn. Thập niên 70 cũng chứng kiến sự bùng nổ về doanh số bán xe đạp cả do giá xăng cao và sự ra đời của derailleur 10 tốc độ. Doanh số bán xe đạp, đặc biệt là doanh số bán xe đạp điện, tăng vọt trong thời gian đại dịch, thúc đẩy bởi các lệnh khóa và mong muốn có được một cách an toàn, cách xa xã hội để đi lại. Một thay đổi đơn giản trong thói quen lái xe cũng có thể giúp giảm bớt cơn đau. Grab của Auto Trader đề xuất giảm tốc độ lái xe của một người và tổng hợp các công việc lặt vặt thành ít chuyến đi hơn như một trong những mẹo tiết kiệm xăng thông thường. Bạn cũng có thể chỉ cần lấy thẻ xe buýt. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.